là thầy đã chia sẻ với tất cả những gì mà trong cuộc đời tu hành của thầy hiện nay đang có thể nói. Chúng tôi hy vọng rằng là nhưng mà nói như vậy thì tất cả những người cùng cùng muốn song hành với thầy, cùng muốn đi theo con đường tu tập của thầy, cũng có nhiều cách phương tiện thì nó hữu đa môn thưa thầy. Có nhiều cái cánh cửa để đem cái phương tiện tới. Ví dụ người ta không có điều kiện để đi được khắp nơi như thầy, người ta gọi là cúng dường thầy, tìm tài để thầy giúp cho cái công việc đó. Thầy có nhận không thầy? Đây nè, thì cũng như anh cúng dường cho thầy, các anh kia cúng dường cho thầy là có phước, nhưng mà cái phước đó giống như ngọn cỏ thôi hả. Đây nè, thầy chỉ cho mấy cách cúng dường cho thầy giống như ngọn cỏ, cúng dường cho những bậc cao tăng thì giống như cây cổ thụ, cúng dường cho thầy, anh cúng dường cho thầy giống như cục đá nhỏ, anh cúng dường cho những bậc cao tăng thì giống như hòn núi, hay anh cúng dường tam bảo thì giống như cái rừng cái biển. Còn một cách cúng dường thầy chỉ cho cúng dường vô hình không tướng, cúng dường nó gọi là ba la mật, nghĩa là anh tự tu tự chứng, phải tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó, đó quán tưởng, đó trì giới, đó là cúng dường đó. Cúng dường nè anh trường chay, đó là cúng dường đó anh diệt dục, đó là cúng dường đó anh phát nguyện là giữ gìn tam quy ngũ giới, đó là cúng dường đó. Đó, chứ không phải là cúng dường mà đi cho người ta là tiền, coi như là tiền nhiều thì phước nhiều, tiền ít là phước ít, không phải đâu. Dạ, không phải đâu. Số lượng nó gọi là nhiều hay là ít, chất lượng tốt hay là xấu, mình làm bất cứ điều gì mình phải dùng cái tâm lượng, everything from your mind and heart, dùng cái tâm lượng của mình nó bao trùm dung chứa tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy Minh Tấn đã đưa đến cho khán thính giả chúng tôi những sự hiểu biết tu tập của thầy, và với những cái gì hy vọng ngày hôm nay khán thính giả chúng tôi sẽ đón nhận thầy như là một người bạn đồng hành trong cuộc sống của họ. Vâng vâng. Qua một cái phương diện nữa, tôi xin mai giờ thì tôi chưa nói đến, mà bây giờ thì tôi muốn hỏi Hòa Thượng. Chắc Hòa Thượng xin lỗi thầy, tôi xin phép cho tôi Vâng quay vâng. lại cái lời Dạ. nói. Đã vâng, Dạ tôi thầy cũng có thầy lẽ nhiều làm. khi tôi Dạ. cũng phỏng vấn nhiều Hòa Thượng, thành là tôi cũng xin dùng cái danh từ hôm nay, tôi xin lỗi thầy. Vâng vâng. Thế thưa thầy cũng là con người, thầy cũng là người nói cùng một ngôn ngữ như chúng tôi, thầy là người tách rời ra cuộc sống bình thường của những người khác để đi vào con đường tu tập. Thế trong thầy cũng có một cái trái tim Việt Nam, thầy có nghĩ đến quê hương của thầy không, thầy có nghĩ đến tổ quốc của thầy không, thầy có cái này, hay là thầy nói bây giờ tôi tách rời, tôi không còn dính dáng đến những cái trần tục đó nữa thưa thầy? Thầy tự hào là một người Việt tự do, thầy là I am Vietnamese freedom. Thầy là một người Việt tự do, thầy là người Mỹ gốc Việt. Tên Mỹ của thầy là Lincoln Long. Tên Việt á là Quảng Lỗ Phong Dì, nghĩa là Hoàng Long Phong Vũ á. Tên đạo của thầy là Du Tăng Thích Minh Tánh. Con chó chết, quý vị nên nhớ rõ, con chó chết 3 năm còn quay đầu về núi. Con cá sao mành lội ra biển cả, rồi cũng trở về chôn nhau cắt rúng mà chết. Huống chi thầy, con vật nó còn như vậy, huống chi thầy. Bởi vậy thầy cũng nhớ đến quê hương chứ, thầy cũng nhớ đến quê hương, nhớ đến quê hương, thầy rất là đau buồn. Bao nhiêu chục năm nay, thiệt nước mình thiệt lầm than khốn khổ. À, bởi vậy thầy không biết nói làm sao. Nè, hôm nay thầy nhớ tới cái anh nói, coi như anh Đoàn Trọng hỏi thầy cái bản đồ Việt Nam đó, thầy tự nhiên thầy đặt bốn câu thơ cái bản đồ Việt Nam. Bản bản dốc ải Nam Quan lịch sử, đồ đồ hình công đến tận mũi Cà Mau, Việt Việt cộng nô bán nước cho tàu, Nam Nam Trung Quốc lầm than khốn khổ. Đó là cái thầy đặt bốn câu thơ bản đồ Việt Nam thôi. Nếu mà nói về Việt Nam á, nếu mà anh nói về tại về quê hương, anh nói về quê hương á, thầy đây nè, thầy mới nói nè là thầy đặt bốn câu thơ cho người Trung Quốc. Trung Quốc nó dùng chiến thuật tầm ăn dâu đó, đó kiến tha lâu đày tổ. Bởi vì nên mà người thường khó mà hiểu được. Anyway, thầy đặt một bài thơ cho người Trung Quốc là như vậy nè: nước Trung Quốc dân đông lớn mạnh, nước Việt Nam bé nhỏ sát bên, trải bao biến cố thăng trầm, nhục vinh vinh nhục mấy ngàn năm nay. Đó là cho người Trung Quốc. Rồi bây giờ thầy đặt bốn câu thơ cho người Việt Nam mình.
Việt Nam 4.000 năm dân hiến, Việt Nam từ văn hóa đến văn minh, Việt Nam dòng giống tiên rồng, Việt Nam bất khuất anh hùng liệt quân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà nói về đất nước Việt Nam mình, thầy có bốn lời thôi. Thầy kêu gọi nên bay ngay ngày mà 30 tháng 4 này, thầy muốn nói lên một lời để gửi đến coi như là toàn dân, hỡi đồng bào, hỡi toàn dân, hỡi coi như là sĩ nông công thương binh, năm giai cấp đó, sĩ nông công thương binh, thầy có bốn điều thôi, làm phục hưng tổ quốc, đất nước hùng mạnh, thầy có bốn điều là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, coi như là lễ nghĩa liêm sĩ, bốn điều đó. Đây nè, còn bốn điều này rất là quan trọng, quý vị phải nghe cho rõ, hỡi toàn dân hãy nghe cho rõ, là không làm quốc tặc, không bán quốc chủ, không lậu quốc thuế, không phạm quốc chế, bốn điều đó thôi. Nếu quý vị mà nói theo bốn điều đó, đất nước sẽ hùng mạnh. Tự trị, Việt Nam mình tự trị, Việt Nam mình là phải tự hào là con rồng cháu tiên, phải tự trị. Việt Nam là con người bất khuất, rất là anh hùng. Thầy là người Việt Nam, nhưng mà là bàn tay anh trọng mấy ngón vậy? Dạ, 5 ngón thầy. 5 ngón có 5 hạng người. Hạng người thứ nhất là selfish greedy, tham lam ích kỷ, chỉ biết cho riêng mình thôi đó. Ai chết mặt ai. Còn hạng người thứ hai là ngón đeo nhẫn nè, là family first, chỉ biết cho gia đình, anh em, cha mẹ mình thôi đó. Không có khe gì đến ai hết, chỉ biết cho gia đình, vợ con mình thôi. Nhưng mà hạng người thứ ba cao hơn là community society. Còn hạng người thứ tư là country, tổ quốc đất nước. Thầy hồi xưa thầy nghĩ đến quê hương tổ quốc đất nước, nhưng mà sau này thầy thấy tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, tình hình quốc nội, thầy thấy thầy mới chuyển sang, thầy mới đi tu, thầy mới xuất gia. Còn ngón thứ năm là thế giới nhân loại. Dạ, tình yêu cũng vậy, tình yêu nam và nữ thì tràn đầy những sự dục vọng và phiền não. Tình yêu thứ hai là cho quê hương và tổ quốc, nhưng mà tình yêu thứ ba là thế giới nhân loại, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mới thật sự là tình yêu. Đó, nên thầy mới nghĩ cái tâm lượng, bởi vậy nên thầy nói là lặp lại một lần nữa, số lượng nó gọi là nhiều hay là ít, chất lượng tốt là xấu, mình phải dùng, làm bất cứ điều gì phải dùng cái tâm lượng, tấm lòng của mình. Thầy nghĩ thầy mới, tại sao thầy đi du tăng là như vậy, thầy mới tấn công vào châu Âu, châu Mỹ đó, để làm lợi ích cho muôn người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, có thể nói là thật là thích thú, thật là hào hứng, thật là sôi nổi khi được nghe những lời thầy nói. Lại dĩ nhiên khán thính giả, người sẽ nhận định thế này, người nhận định thế nọ. Tất cả mọi người đều họ có cái quyền để nhận xét và họ nói lên cái ý nghĩa của mình đối với buổi nói chuyện của thầy ngày hôm nay. Nhưng mà qua cái những cái lời nói và cái giọng điệu của thầy, tôi xin hỏi thầy một cái câu nhỏ thôi. Thôi, chắc ngưng ngang chỗ này. Coi như là anh Đoàn Trọng nói đến cái giọng nói của thầy, thầy thiệt là sám hối. Thầy sorry, I'm sorry. Không. Thầy thật là sám hối cùng đồng bào, cùng toàn dân không, là như không. Vậy. Mà thầy nói nè, có 8 loại âm thanh. Nó gọi là điểu thanh, tam xích điểu thanh, phá thanh, nhạn thanh, lôi thanh, cổ thanh, kim linh thanh và phạm thanh. Thầy là lôi âm, cổ âm. Thầy nói, có khi nói rất, thầy đứng giữa chợ, không có microphone, không có gì hết, không may gì đó. Bởi vì nên thầy nói lớn quen rồi. Chứ nhưng mà tấm lòng của thầy ăn to nói lớn, đại hùng đại lực. Giờ đó, ngoài đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, phải đại hùng đại lực, phải đại lưu mạng nữa, phải dấn thân hy sinh. Dạ đó, bởi vì thầy có khi thầy nói lớn, nhưng mà I didn't mean it. Cái giọng thầy nói lớn, nhưng mà thầy, cái người nói lớn, ăn to nói lớn là cái người trung thần. Xin đồng bào, xin chư vị, dạ, từ bi tha thứ cho thầy. Nhưng mà thưa thầy, cái nói lớn không phải là cái vấn đề mà tôi muốn hỏi thầy. Tôi muốn hỏi thầy, ngoài cái vấn đề tu hành, thầy có luyện tập cho thân thể của thầy, người ta nói một cái tinh thần minh mẫn thì ở trong một cái thân thể tráng kiện. Thầy có tất cả những người mà khi người ta nói đến những cái chuyện cổ tích của nhà Phật thì người ta nói đến môn phái này, võ lâm nọ, tất cả. Thầy có tu tập, thầy có tập võ, tập luyện gì không? Thưa, tôi thấy sức khỏe của thầy, thầy cái lực lượng của thầy thì
Thầy có thể chia sẻ với chúng tôi cái điều đó được không thưa thầy? Mô Phật, bá nghệ khổ trần thân, ngày xưa thầy đàn cũng được, thầy đánh võ đài, nhưng mà một võ sĩ thắng được nhiều người khác không phải là thắng, mà thắng được chính mình mới thật sự là thắng, phải hàng phục được cái tâm của mình, vậy đó, cái tâm của mình mới thật sự là thắng đó. Bởi vậy nên mình làm sao mà phải hàng phục được cái tâm của mình đó, cái ý mã tâm viên, bởi vì mình làm hàng phục được cái tâm của mình. Hôm nay đó thì nói về cái thân và tâm á, thì thầy xin chia sẻ một điều này rất là quan trọng để cho anh Đoàn Trọng. Cái thân này là thân tứ đại, nghĩa là phong thủy hỏa thổ, nhưng mà tứ đại chưa có đủ. Ngũ đại là địa thủy hỏa phong không, nhưng mà ngũ đại chưa có đủ. Thầy xin chia sẻ, sư xin chia sẻ là thất đại. Thất lại là địa thủy hỏa phong không kiến thức mới thành một con người. Mà tứ đại ngũ uẩn đều dai không. Anh Trọng có biết cái hình Phật mà có năm đứa con nít đó? Năm đứa con nít đó nó gọi là ngũ dục, cũng như ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Con người bị năm cái đó mà đắm chìm trong khổ não mỗi ngày. Nhưng mà thật sự năm con nít đó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn còn gọi là ngũ âm ma. Ngũ uẩn Phật dạy rất là đơn giản. Phật dạy ngũ uẩn là một gánh nặng. Kẻ mang gánh nặng phải chịu sầu bi u khổ não. Người biết buông bỏ gánh nặng thì sẽ hết khổ, giải thoát. Bởi vì nên ngũ uẩn vì cái thân ngũ uẩn vì vậy mà con người phải đắm chìm trong khổ não là như vậy đó. Còn thầy muốn nói, thầy sẵn đây cái cơ hội thầy muốn nói để thầy lập cho thầy chia sẻ cho anh Đoàn Trọng cùng toàn thể đồng bào nghe đây nè. Phải biết có nhiều người tu hành biết bao nhiêu năm mà không hiểu được chữ quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Đó, phải hiểu được chữ quy y là như thế nào. Quy y nghĩa là quay về với tự tánh của mình. Vậy bây giờ tánh của mình là cái gì? Đây nè, tánh của nước là gì? Tánh của nước là ướt, là lỏng. Tánh của lửa là gì? Lửa là nóng, đó, tánh của lửa là nóng. Tánh của gió là sự chuyển động. Tánh của đất là sự dày đặc. Vậy tự tánh của mình là gì? Quay về với tự tánh của mình là gì? Là quay về với cái sự yên lặng, thanh tịnh. Đó, tịch tỉnh. Đó là quay về với cái tự tánh của mình, là giải thoát. Đây nè, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn và quy y Tăng chúng trung tôn. Quy y Phật nghĩa là quy y giác không có mê. Đó, giác ngộ không có mê lầm tâm tối mới gọi là quy y Phật. Quy y Pháp nghĩa là chánh không có tà. Pháp là nghĩa là bình đẳng. Pháp là tâm phải bình đẳng. Đó, cái thân tâm phải bình đẳng. Còn quy y Tăng. Quy y Tăng. Tăng là thanh tịnh không có ô nhiễm mới gọi là Phật. Pháp Tăng. Đó, Tăng có bốn phẩm Tăng. Anh có đây là bốn phẩm Tăng. Bởi vì tu trúng thì thành Phật, tu trật là thành ma. Bởi vì làm người rất là khó, làm con chó rất là dễ. Quý vị ơi, Tăng có bốn phẩm Tăng. Thứ nhất là thắng đạo sa môn, thứ hai là thuyết đạo sa môn, thứ ba là hoạt đạo sa môn, thứ tư là ô đạo sa môn. Thứ nhất là thánh Tăng thì người thường khó mà gặp được. Thứ hai là thiện lành, chánh chơn Tăng, cao Tăng thì cũng khó mà gặp được. Thứ ba là phàm Tăng, giống như sư Minh Tánh. Nhưng mà thứ tư là tà sư ác Tăng, quốc danh Tăng. Coi chừng à, theo mấy ông đó là xuống địa ngục à quý vị ơi. Con lại tất cả mọi người nên từ bi phải có trí huệ. Mà từ bi mà không có trí tuệ đó là si mê. Có trí tuệ mà không có từ bi đó là ác đạo. Từ bi cộng với trí tuệ mới đi đến chỗ giải thoát. Bởi vì xin quý vị cẩn trọng, sái nhất hào xa vạn lý, sai một ly là đi dạng dặm, là như vậy đó. Cũng như là anh Trọng khi nãy hỏi là thầy có nghĩ về quê hương không hay là như thế nào. Vậy đó, nhân ngày 30 tháng 4 này, nói thật nha, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thù. Người nhân phi nghĩa bất giao là cái người mà không có tình nghĩa, không có chơi. Con vật phi nghĩa
con vật phi nghĩa, vật phi nghĩa bất thù là con vật mà nó không có tình nghĩa, không có nuôi. Ngày xưa ông kia nuôi con chó sói con, người ta đã cản rồi, nhưng mà ông vẫn nuôi, nuôi một ngày nó lớn lên, nó lớn, nó to lớn lên, rồi con đứa bé con của ông chơi chảy máu tai, chơi chảy máu tai, cái nó liếm, thú tính của nó ăn thịt luôn. Bởi vì nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thù. Tại sao mà bao lâu nay thầy chưa về Việt Nam là như vậy đó? Cảm ơn thầy. Thầy trở lại cái vấn đề tu hành, thế tại sao thầy phải lại Phật? À, bây giờ trước cái ông kinh truyền hình hôm nay, thầy nói cho chúng tôi biết Phật là gì? Phật là gì? Người Mỹ hỏi nè. Người Mỹ hỏi, thầy cũng hỏi nè. Hỏi giống như anh nói Phật là gì? Đó, Phật là gì? Nó chửi thầy nữa, hỏi đủ thứ hết trơn. Hỏi Phật là gì? Đây nè, Phật tiếng Anh nó gọi là a way to understanding, to enlightenment, to nirvana mới gọi là Phật. Phật là nghĩa là giải thoát, niết bàn, chánh đẳng, chánh giác, toàn năng, toàn giác mới gọi là Phật. Phật, người ta không hiểu Phật. Trời ơi, quy y Phật mà không hiểu Phật. Trời ơi, quý vị ơi, nghe cho kỹ nè. Quy y Phật nghĩa là quy y giác không có mê, nghĩa là giác ngộ không có mê, làm tâm tối mới gọi là quy y Phật. Cũng giống như ông bố, ông bu, ông ba, ông thầy, daddy, bà ba. Trời ơi, cái danh xưng nó khác nhau mà cùng chung một ông. Đó, Phật ông, Phật bà, Phật trắng, Phật đen, Phật nam, Phật bắc, Phật xanh, Phật vàng, Phật đỏ đều là một. Phật là giác ngộ giải thoát, toàn năng, toàn giác, chánh đẳng, chánh giác. Phật giống như vàng. Thí dụ một cục vàng đây, nó làm sợi, nó làm đôi bông, chiếc lắc, chiếc nhẫn, coi như là chiếc còng. Đó, vàng, hình tướng nó khác nhau mà cùng chung một thể. Phật cũng vậy, Phật ông, Phật bà, Phật trắng, Phật đen, Phật nam, Phật bắc đều là một. Cũng giống như so many branches but only one trunk, nhiều cái cành nhưng mà cùng chung một gốc. So many ways but only one location, nhiều con đường, đường nào cũng tới La Mã, đường nào cũng tới cái chợ đó, đường nào cũng tới chợ hết. Bởi vậy nên Phật mình phải biết là nhiều cái dòng sông nó đi ra biển cả là chỉ một thôi. Bởi vậy tại con người phân biệt, nó phân chia mình ra Nam Tông, Bắc Tông, rồi nó chia mình ra Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông và Pháp Thương Tông. Chỉ có Phật Tông, chỉ có một thôi. Nó chia mình ra Bắc, Trung, Nam để làm gì? Nó chia mình ra Bắc, Trung, Nam để nó dễ dàng thống trị. Nó chia rẽ, nó phân tán mỏng mình. Vậy đó, để cho mình tự hại lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Bởi vì người Việt mình không thương mình, thì ai thương mình? Đó. Bởi vậy nên á, mình phải biết thương mình, thương cái đồng loại đó. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Cảm ơi thương giới loài, chẳng ngọt chua tuy khác nhưng mà lá cành giống nhau. Nghĩ thương nòi giống đồng bào, cùng chung một nước ghét nhau sao đành. Mình phải thương yêu đồng loại. Đó là những lời mà thầy chia sẻ để đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta ngậm ngùi nhìn lại đoạn đường của chúng ta ra đi trong vòng 41 năm vừa qua. Cả một cái chuỗi thời gian gần nửa thế kỷ, vui có, buồn có, tủi có, nhục có. Kính thưa quý vị, nhớ để làm gì? Chúng ta nhớ để ôn lại, có thể gọi là ôn cố tri tân. Nhớ lại cái cũ để mong chào cái mới. Nhìn lại bên kia bờ Thái Bình Dương, quê hương của chúng ta cũng đắm chìm vào trong một sự màu đen tối. Một cái xã hội không có một cái nền tảng đạo đức đã lưng bước từng bước lan truyền ở khắp nơi. Tội ác càng ngày càng gia tăng ở khắp nơi, từ miền cao nguyên cho đến miền đồng bằng. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh của một Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta hôm nay nhớ đến những cái đoạn đường chúng ta ra đi không phải để khơi lại cái niềm hận thù. Chúng ta không phải nói lên để chúng ta quên đi và nhớ đến những cái quá khứ của chúng ta. Nhưng hôm nay với một vị tu sĩ Phật giáo, lẽ dĩ nhiên quý vị có thể đồng hành với vị tu sĩ này. Quý vị có thể không đồng hành, nhưng có một điều chúng ta phải nhìn nhận trong buổi nói chuyện hôm nay với thầy Vĩnh Tấn. Kính thưa quý vị, chúng ta nhận thấy được cái chân thiện mỹ của con người. Cái điều gì người ta nói tốt, người ta nói xấu, không phương hại, không ta nói xấu, mình lắng tai nghe và để rồi mình áp dụng vào trong đời sống của mình và không phương hại đến một cá nhân nào.
Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh của người Việt ngày hôm nay tại hải ngoại với một vị tu sĩ Phật giáo. Cho dù là bản chất của một người vị tu sĩ Phật giáo tách rời ra cái cuộc sống trần tục để hướng về một cái cõi chân thiên mỹ, đời sống của họ thanh tịnh hơn, nhưng họ không quên bổn phận của một người con dân Việt. Hôm nay những ngày đau buồn của những người hải ngoại, chúng tôi muốn gửi đến quý vị hình ảnh của vị tu sĩ thầy Minh Tấn, và hy vọng qua cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho quê hương của chúng ta nhớ đến những người đã nằm xuống, và chúng ta nhớ đến những người hiện nay đang kém may mắn, đã phải sống trong cái xã hội mà không có được sự công bằng, không có được sự nhân ái. Đó là cái khởi điểm của những cái sự thù hận. Và hôm nay một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào cảm ơn đến thầy Minh Tấn với sự có mặt của thầy ngày hôm nay. Và trước khi chia tay với thầy, chúng tôi xin muốn thầy chia sẻ với khán thính giả chúng tôi hôm nay. Con Du Tăng Thích Minh Tấn, con xin cúi lại tất cả chúng sanh trong muôn loài pháp giới, cúi lại đồng bào, anh chị em, cúi lại tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng. Con xin cầu nguyện, thành tâm cầu nguyện cho quê hương của con và cùng tất cả chúng sanh trong muôn loài pháp giới, đời đời kiếp kiếp thân tâm thường lạc, dạng sự kiết tường, đời đời kiếp kiếp được gặp chánh pháp, được biết tu hành và được trọn thành Phật đạo. Án Lam Tố Hà, Án Sê Lam Bồ Lam Phúng Tra Ma Hà Tất Đắc Đa Bá Đắc Ra, Án Mani Bát Di Hồng, Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tả Bà Ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy sư xin cảm ơn anh Đoàn Trọng cùng toàn thể nhân viên ở đây. Thầy cảm tạ. Thật sự ra anh Đoàn Trọng nói cảm ơn sư đã đến ngày hôm nay. Thật sự ra là thầy nói thật, cái người cho phải cảm ơn cái người nhận, cái người nói phải cảm ơn cái người nghe. Nếu quý vị không nhận, làm sao thầy có cơ hội để mở cái đại bi tâm? You have to open your mercy, open your compassion, love them all. Even your enemy, you will be free. Phải mở cái lòng từ bi, mình thương yêu tất cả chúng sanh. Cái người cho phải cảm ơn cái người nhận, còn người nói phải cảm ơn cái người nghe. Thầy cảm ơn quý vị đã lắng nghe, thầy chia sẻ một đôi điều. Cái đó là tấm lòng của thầy. Thầy chia sẻ một đôi điều, có điều chi sai trái. Thầy xin cúi lại, xin sám hối, xin tha thứ cho thầy. Những trung ngôn nghịch dĩ, thuốc đắng giả tật, lời thật mít lòng, thiên kim chỉ đắc, hảo ngữ nan cầu, nghĩa là ngàn vàng dễ kiếm nhưng mà lời lành khó nghe. Xin quý vị phải thấu hiểu, mặc dầu cái lời thầy nói lớn, nói khó nghe chói tai, nhưng mà đó là cái tấm lòng của thầy. Thầy kính lại đồng bào, kính lại chư Phật tử cùng tất cả chúng sanh trong muôn loài pháp giới, tha thứ cho thầy. Thầy nguyện sám hối ăn năn tội lỗi của thầy từ nhiều đời muôn kiếp cho đến nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng như thầy Minh Tấn đã nói, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Tự do hỡi tự do, anh trao bằng máu xương, tự do.